Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm luật phòng chống tác hại thuốc lá chính thức có hiệu lực, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường, cán bộ công chức người lao động tỉnh Lào Cai đã được nâng cao và có chuyển biến rõ rệt trong hành động. Các cơ quan đơn vị của tỉnh đã xây dựng những quy chế văn hóa công sở, trong đó có nội dung cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc như là treo banner, biển cấm hút thuốc lá và tình trạng hút thuốc lá nơi làm việc hầu như không có. Tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Lào Cai thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, khu vực cửa ra vào cơ quan có treo biển cảnh báo tác hại và cấm hút thuốc lá. Bên trong phòng làm việc còn có bảng nội quy với 11 điều quy định, trong đó có điều thứ 9 quy định việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc. Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm xác định việc thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng. Trung tâm truyền thông đã vận động tuyên truyền toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, người lao động cần có ý thức cao về việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong những năm qua và đặc biệt là 2015-2016, thì Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe với nhiệm vụ là thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng, trong các đơn vị trường học, đặc biệt là trong các đơn vị trường học về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, rồi thì xây dựng môi trường không khói thuốc trong các cơ quan đơn vị của tỉnh. Để thực hiện tốt luật phòng chống tác hại thuốc lá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm việc quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, đưa nội dung này vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị mình, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xét thi đua khen thưởng cuối năm. Về phòng chống hút thuốc lá ở trong công sở cũng như là ở ngoài các cái khu công cộng, thì cái sự chỉ đạo của Bộ Lệnh cũng đã có những cái chủ trương và công văn hướng dẫn các đơn vị về cái nghiêm túc là không thực hiện nói không hút thuốc lá. Thì Bộ Chỉ huy phòng tỉnh thì cũng từ cái công văn chỉ thị của trên thì cũng đã xây dựng nghị quyết, các đơn vị cũng đã xây dựng nghị quyết để đánh giá những đồng chí mà có cái hút thuốc lá ở công sở, hút tóm lại là những đồng chí nghiện thì đưa vào cái xem xét về cái nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong cái việc chấp hành cái điều lệnh của trên. Chúng tôi là tuyên truyền động viên cán bộ công chức nếu có hút thuốc lá thì sẽ dần dần bỏ và coi như là cũng không được hút tại nơi công cộng, nơi làm việc cũng như là nơi công cộng, các như bến xe, bến tàu hoặc là những địa điểm công cộng khác, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công, cho nhân dân này, cán bộ công chức này, cũng như là không ảnh hưởng đến người khác. Việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và là tiêu chí văn hóa nơi công sở. Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống. Mỗi người cần tự giác thực hiện không hút thuốc lá trong nhà, nơi làm việc và những nơi công cộng. Tỉnh Lào Cai có hẳn một cái chỉ thị của tỉnh, là chỉ thị 06 về cái tăng cường cái đạo đức công vụ và giờ làm việc, là kỷ luật chấp hành của cán bộ công chức. Trong đó thì là các cơ quan đơn vị trừ những cái phòng tiếp khách tiếp dân, nhưng còn lại các căng trong các phòng làm việc các cơ quan thì đều phải treo biển là không hút thuốc lá. Đối với tỉnh Lào Cai cũng thành lập những cái sở nội vụ tỉnh cũng chỉ đạo thành lập các đoàn đi kiểm tra bất chợt các cơ quan đơn vị các tổ chức, nên chúng tôi cũng anh em cũng thực hiện tương đối nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong công tác này thì việc triển khai phổ biến đến tận từng gia đình, cộng đồng dân cư, nơi công sở, công cộng cần được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên, liên tục. Các cơ quan thông tin đại chúng cũng cần phải phối hợp với ngành y tế phát triển mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền đến tận người dân và cộng đồng. Có như vậy thì việc phòng chống tác hại thuốc lá ở Lào Cai mới thực chất và đi vào cuộc sống.